hắn tự thân võ đạo thần thông rất nhiều, ngày mai quyết chiến, ngược lại cũng không cần dựa vào tử vong kiếm. Thời gian vội vã, rất nhanh, một đêm trôi qua. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, thần vẫn thạch cốc bên trong, đã là tiếng người ồn ào. Ở thần vẫn thạch cốc trung tâm, đứng sừng sững một tòa tỷ đấu lôi đài. Sở gia và thiên tiệm cung tỷ đấu, là ba bàn hai thắng, trước đã đánh hai trận, hai bên có thắng bại, hôm nay là cuối cùng một chàng, nhưng là quyết định tương lai chỗ mấu chốt. Cho nên, sở gia rất nhiều nhân vật cao tầng, còn có thành dưới đất bên trong, rất nhiều có mặt mũi cường giả, cũng đi tới tỷ đấu bên cạnh lôi đài, chuẩn bị xem cuộc chiến. Diệp thần đi tới tỷ đấu lôi đài, liền thấy dưới lôi đài phương, đã ngồi đầy đứng đầy người. Trừ sở gia người bên ngoài, còn có thiên tiệm cung đệ tử. Thiên tiệm cung tuy là tổ chức sát thủ, nhưng năm gần đây đã dần dần chuyển là chánh quy môn phái, quảng thu môn đồ, cũng không xem trước kia vậy u ám. Tổ chức sát thủ, cuối cùng là khó khăn bước lên nơi thanh nhã, hơn nữa khó mà độc lập sinh tồn, cần phụ thuộc vào thế lực lớn mà tồn tại ở. Ví dụ như lớn nhất tổ chức sát thủ Thâm Minh lĩnh vực, sau lưng kim chủ, chính là Tụ Bảo Thương Hội. Bởi vì thiên cơ dấu vết là có thể đoán, cho nên quang minh chánh đại môn phái thế lực, mới có thể chân chính lớn mạnh, ám sát cùng âm mưu quỷ kế, cuối cùng khó mà kéo dài, chỉ là bàng môn tả đạo. Vô vô thời y không hề thiếu thiên tài, đều mong mỏi đi thiên tiệm cung tu luyện, chủ yếu là thiên tiệm cung dựa vào chèn ép sở ra, lấy được đại lượng ưu chất đầy tớ gái, quả thực làm động lòng người. Sở ra chính là anh chủng thế gia, là tới từ tinh không bờ bên kia đích gia tộc, huyết mạch có năng lượng đặc thù, là trên tinh không năng lượng, cầm sở ra cô gái coi là lò thải bổ, có thiên đại chỗ tốt. Dĩ nhiên, hôm nay thiên tiệm cung quang vinh, nhưng là thành lập ở sở gia khuất nhục cùng thống khổ trên. Ngày hôm nay, Diệp thần chính là muốn đại biểu sở gia xuất chiến, chung kết cái này vô tận thống khổ luân hồi. Chỉ chốc lát sau, thiên tiệm cung nhân vật cao tầng vậy đến, vẻ mặt mang một chút châm chọc, ngồi trên khán đài, ánh mắt không ở quan sát Diệp thần. Bọn họ dĩ nhiên biết Diệp thần lợi hại, nhưng không khéo, đại biểu thiên tiệm cung xuất chiến vũ nhân phi kính, nhưng là vừa đủ nắm giữ khắc chế luân hồi phép tắc thuật pháp, có thể nói là Diệp thần khắc tinh. Nếu như sở ra bên này, để cho thiên nữ xuất chiến nói, bọn họ có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng Diệp thần xuất chiến, bọn họ tâm tình là 10 phần ung dung. Trên khán đài, thiên nữ đang ngồi ở sở Thanh Tùng, sở Phong các người bên cạnh, thấy bên lôi đài lên Diệp thần, dửng dưng cười nói. Diệp thần, hy vọng ngươi ngày hôm nay, không muốn thua được quá thảm. Ý nói, nàng là cho rằng Diệp thần nhất định phải thua. Diệp thần chỉ cười cười, cũng không trả lời. Ở hắn trong mắt, hết thảy dùng thực lực nói chuyện mới là vương đạo. Cho dù đối phương có khắc chế mình thủ đoạn, nhưng ở đủ thực lực trước mặt, khắc chế thật hữu dụng sao? Luân hồi chi chủ, ngày hôm nay ta đối thủ, chính là ngươi sao? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo, từ bầu trời phương xa truyền tới. Chỉ gặp một cái người đàn ông đồ trắng, phá không hạ xuống. Người đàn ông đồ trắng vô cùng trẻ tuổi, cả người tản mát ra thần đạo cảnh trí cao quy luật hơi thở, điều điều quy luật như thần liên thác nước, mênh mông vô biên, hắn sau ót lại có từng vòng kính quang, nhìn như mộng như ảo, 10 phần nguy nga. Vũ nhân phi kính tới. Đây chính là trong truyền thuyết vũ nhân phi kính, từ hơi thở đi lên xem, tựa hồ so luân hồi chi chủ mạnh hơn. Luân hồi chi chủ cuối cùng đến từ thế giới hiện thật. Mà vũ nhân phi kính bỏ mặc nội tình vẫn là võ đạo, sợ rằng cũng so luân hồi chi chủ mạnh không thiếu. Mấu chốt vũ nhân phi kính vẫn là kính thiên đế đệ tử. Các ngươi có biết kính thiên đế có kinh khủng dường nào? Nhìn trên đài, không thiếu người xem thấy vậy người đàn ông đồ trắng hạ xuống, đều là rối loạn rối loạn. Nam tử kia chính là vũ nhân phi kính, đã từng kính thiên đế đệ tử, đã lấy được kính thiên đế chân truyền. Vũ nhân phi kính hạ xuống. Liếc mắt liền thấy được Diệp thần. Diệp thần cũng không có tận lực che giấu hơi thở, cho nên hắn luân hồi khí tượng, ở trong đám người tương đương nhìn chăm chú, ra ẩn nhiên có kim quang vần quanh, luân hồi khí mênh mông, thiên địa ngang dọc, trời trăng sao, chuyển động không ngừng. Luân hồi chi chủ, vũ nhân phi kính, mời các ngươi lên đài. Trên lôi đài, một cái phụ trách trọng tài ông già, thấy Diệp thần và vũ nhân phi kính đều tới, chính là cao giọng nói. Diệp thần gật đầu một cái, sải bước một cước, tung người nhảy lên lôi đài đi lên. Vậy vũ nhân phi kính,
thân thể nhưng là một cái biến ảo, tự tại chỗ biến mất. Rồi sau đó, trên lôi đài, liền xuất hiện một mặt bóng loáng tấm gương, hắn từ trong gương đi ra, như vậy rời hình đổi ảnh. Toàn trường người xem đều là kêu lên, xem vũ nhân phi kính lên đài thủ đoạn, cũng biết hắn huyễn kính thần thông, đã đến đặc biệt tuyệt diệu bước. Luân hồi chi chủ, sư phụ ta kính thiên đế, nghiên cứu qua khắc chế luân hồi phép tắc biện pháp, hắn đã nghiên cứu thành công, ta cũng nắm giữ chút tinh túy. Như vậy đi, ta nhường ngươi ba chiêu, miễn phải nói ta khi dễ ngươi, như thế nào? Vũ nhân phi kính rửng rưng cười lên, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, mang một chút hờ hững cùng giễu cợt mùi vị. Hắn lại muốn để cho Diệp Thần ba chiêu, hiển nhiên là đối thần thông của mình, cũng có tuyệt đối tự tin. Nhường ta ba chiêu. Được, rất tốt, vậy ta liền trước ra chiêu, ta đây là thật là tò mò thực lực chân chính của ngươi. Diệp Thần nụ cười đổi được ác liệt, nếu đối diện trắng để cho hắn ba chiêu, hắn không có đạo lý cự tuyệt. Thiên lôi thần mạch, mở. Thần kiếm ngự lôi quyết. Hít sâu một hơi, Diệp Thần đột nhiên mở thiên lôi thần mạch, cũng thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phía trên bầu trời, thì trở nên được âm trầm, vô cùng sấm sét nổi lên, cuối cùng hóa thành ngàn vạn điều sấm sét kiếm khí, hội tụ thành nước lũ, hung hăng hướng vũ nhân phi kính cuộn sạch đi. Vũ nhân phi kính nói có thể khắc chế luân hồi đạo pháp, Diệp Thần ngược lại muốn xem, đối phương là như thế nào khắc chế. Chiêu thứ nhất liền mãnh liệt như vậy, luân hồi chi chủ, người đây là muốn mạng ta à? Vũ nhân phi kính cười lên, nhìn cuồn cuộn sấm sét kiếm khí chém chết tới, hắn thong thả, trong tay thần quang hội tụ, màu trắng bạc thánh quang dâng lên, hóa thành một mặt trong suốt tấm gương. Một màn kinh người xuất hiện, Diệp Thần ngập trời sấm sét kiếm khí, bổ tới đây, chạm được vậy mặt tấm gương, tất cả sấm sét kiếm khí, toàn bộ bị bắn ngược trở về, quay lại đánh giết hướng Diệp Thần mình. Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, không nghĩ tới thế công của mình, lại có thể sẽ toàn bộ bị bắn ngược trở về. Thật ra thì, khi biết vũ nhân phi kính, sư thừa kính thiên đế, nắm giữ kính bí mật sau khi giải phẫu, Diệp Thần thì có nơi dự liệu, đối phương huyễn kính bí thuật, phỏng đoán có thể phản bắn thế công của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, như vậy bắn ngược, lại có thể không có một chút hao tổn, hắn thế công mạnh biết bao mãnh liệt, bắn ngược trở về thế công. Liền có bao nhiêu mãnh liệt. Ngập trời sấm sét kiếm khí, gào thét tới, Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, lập tức mở thiên đế cánh tay, hai cánh tay đường chéo, đem những cái kia sấm sét kiếm khí, toàn bộ cản lại. Hiện tại hai cánh tay của hắn, đều đã mở thiên đế cánh tay, xích viêm hơi thở lao nhanh, liệt hỏa xen lẫn gầm thét, mười phần lộng lẫy. À, đó là viêm thiên đế tổ tiên thiên đế cánh tay. Luân hồi chi chủ. Quả nhiên là viêm thiên đế lão tổ tông truyền nhân. Nhìn trên đài, không thiếu sở gia đệ tử, đều là kinh hô lên, cảm nhận được vậy hai cái thiên đế cánh tay hơi thở, đám người nội tâm kích động. Viêm thiên đế cánh tay, có chút ý tứ, chỉ sợ ngươi không phát huy ra uy lực. Vũ nhân phi kính thấy Diệp Thần hai cái thiên đế cánh tay, ở đó nóng bỏng ngọn lửa dưới khí tức, hắn cũng không nhịn được lui về sau hai bước, nhưng cũng không hoảng hốt chút nào, mà là có nhiều thú vị xem chừng. Chiêu thứ hai, thốn kình, khai thiên. Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp sử dụng chiêu thứ hai, hai cánh tay đều xuất hiện, cuồng bạo mà dã man quyền kính nổ lên, thi triển ra võ tổ đạo pháp, thốn kình khai thiên. Đây là vô cùng là cương mãnh, bá đạo vô cùng quyền pháp, Diệp Thần ngược lại muốn xem, vũ nhân phi kính tấm gương, còn có thể hay không tiếp tục bắn ngược. Thấy Diệp Thần hai quả đấm đánh giết tới, vũ nhân phi kính thần sắc tao nhã, trong tay nặn quyết liên tục. Linh khí cùng thiên địa pháp tác đồng tình, lúc này cấu trúc mười mấy mặt tấm gương, tạo thành chặn một cái kính tường. Phịch, rắc rắc, Diệp Thần hai quả đấm oanh kích, vậy trận kính tường, từng cục tấm gương, nhất thời xuất hiện vết rách, nhưng cũng chỉ là vết rách, cũng không có hoàn toàn bể tan tành. Mà ở tấm gương phía sau vũ nhân phi kính, chính là không bị thương chút nào. Không sai, không tệ, thiếu chút nữa thì phá hư ta kính thuật. Nhưng... ngươi chỉ dựa vào man lực, không có dùng tự thân luân hồi huyết mạch lực lượng, ngươi là đánh không lại ta. Ta tu vi, vượt qua ngươi quá nhiều, ha ha. Vũ nhân phi kính sướng trong lòng cười, Diệp Thần thốn kình khai thiên, là thuần túy võ đạo lực lượng, cũng không có dùng luân hồi lực lượng. Nếu như là thông thường thần đạo cảnh tu sĩ, bị Diệp Thần hai quả đấm đòn nghiêm trọng, vậy chỉ có một con đường chết,
dẫu sao hắn đã mở ra thiên đế cánh tay, quả đấm lực sát thương 10 phần hung mãnh. Nhưng, Vũ Nhân Phi Kính lại không có bị thương, hắn là kính thiên đế đã từng là đệ tử, tu vi nội tình 10 phần khủng bố, bị Diệp Thần mãnh liệt như vậy đánh, lại một chút việc không có. Đây cũng là bởi vì, hắn kính thuật liền được, mang theo độc đáo ảo tưởng quy luật. Diệp Thần cảm giác được, mình mới vừa cuồng bạo võ đạo kinh lực, phần lớn đều bị chuyển tới ảo tưởng kính trong thế giới đi, cũng không có làm tổn thương đến Vũ Nhân Phi Kính. Vũ Nhân Phi Kính nói không sai, Diệp Thần và hắn tu vi chênh lệch quá lớn, muốn thương tổn đến hắn mà nói, chỉ có vận dụng luân hồi lực lượng. Được, tiếp ta một chiêu nữa, Đại Mộ Thần Kiếm. Diệp Thần không nói nhảm, một tiếng quát mắng, trực tiếp tuôn ra luân hồi huyết mạch năng lượng, sử dụng luân hồi thiên kiếm. Một kiếm như mai táng thiên địa, cuồn cuộn sát khí biểu chém ra, trực tiếp hướng Vũ Nhân Phi Kính chém tới. Một kiếm này, Diệp Thần thi triển ra 33 thiên thần thuật, Đại Mộ Thần Kiếm, hơn nữa còn vận dụng luân hồi huyết mạch năng lượng, kiếm khí ngút trời cuồn cuộn, ngăn cản người tán loạn. Làm một kiếm này tuôn ra, thiên địa hư không, tựa như đều phải bị mai táng, cuồng bạo thiên táng sát khí, cuốn sạch toàn trường, để cho được toàn trường người xem đều kinh hãi. Lấy vì mình vậy muốn đi theo bị cùng nhau mai táng. Cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh như vậy kiếm thế, Vũ Nhân Phi Kính nụ cười trên mặt, cũng là thu liếm, lộ ra vẻ ngưng trọng ý. Trong tay hắn thần hy nhô lên, thần thánh trói lọi ở trên lôi đài lóng lánh, cầm Diệp Thần trong đó tim, bày ba mặt tấm gương. Cái này ba mặt tấm gương, vừa vặn lấy một cái tam giác thế, đem Diệp Thần vây ở trong, mỗi một mặt trong gương, cũng đổ ánh ra Diệp Thần bóng người. Keng. Diệp Thần hung hăng một kiếm, đủ để táng diệt tinh không mạnh mẽ kiếm khí, chém ở phía trước một mặt trên gương. Kiếm hắn thế, là như vậy khủng bố, theo lý mà nói, tấm kính này, chắc là phải bị hắn đánh nát. Nhưng hết lần này tới lần khác, tấm gương cũng không có bể tan tành, tấm gương bề ngoài thật giống như có một tầng không khí vách đá bao lại, chặn lại Diệp Thần kiếm thế. Là bởi vì quả luật. Diệp Thần sắc mặt đại biến, bắt được một chút nhân quả luật bí ẩn. Vũ Nhân Phi Kính huyễn kính bí thuật, sau lưng tựa hồ mang theo nhân quả luật, có thể ngăn cản hết thảy luân hồi đạo pháp công kích, hơn nữa còn có thể phản xạ bắn ngược. Cái gọi là khắc chế, lúc đầu chính là nhân quả luật. Cái này nhân quả luật, dĩ nhiên không phải Vũ Nhân Phi Kính bày ra, mà là hắn sư phụ kính thiên đế. Ở đó nhân quả luật hạn chế hạ, Diệp Thần luân hồi đạo pháp mạnh nữa mãnh liệt, cũng không cách nào kích phá huyễn kính. Ngược lại. Mới vừa hắn một chiêu Đại Mộ Thần Kiếm, chém đến trước mặt trên gương, hắn hậu phương hai đạo tấm gương, sẽ cùng lúc phản bắn ra cuồn cuộn kiếm khí, giống như muốn mai táng chư thiên vậy, một trái một phải hướng hắn tập sát tới. Thiên Ma Cổ Bảo, ngự. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục Thiên Ma Cổ Bảo phòng ngự, vậy thua thiệt được hắn thủ đoạn phòng ngự cường hãn, nếu không, thật muốn bị mình bộc phát ra Đại Mộ Thần Kiếm giết chết. Ha ha, luân hồi chi chủ. Làm sao như vậy chật vật? Vũ Nhân Phi Kính cười lên, ba chiêu đã qua, Diệp Thần liền hắn một cái chút nào mau cũng không gây thương tổn được, hắn vẫn là khí định thần nhàn hình dáng. Nhìn lại Diệp Thần, thì bởi vì phản chiếu bắn ngược, làm được 10 phần chật vật. Ba chiêu kết thúc, hiện tại giờ đến phiên ta. Phi Hoa Vũ Kính Thuật, mở. Vũ Nhân Phi Kính quát to một tiếng, hai tay một tấm, từng luồng hơi nước phun ra, tràn đầy toàn bộ lôi đài. Rồi sau đó, những cái kia hơi nước, liền cấu trúc thành một mặt mặt thủy kính, trôi lơ lửng chồng, tầng tầng xen lẫn, ngay tức thì hợp thành một cái kính thế giới, đem Diệp Thần vây khốn ở bên trong. Cái này Phi Hoa Vũ Kính Thuật, là 33 thiên thần thuật một trong, Diệp Thần trước kia vậy kiến thức qua, lúc ban đầu là thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly thần thông, sau đó bị cổ tinh môn tước đoạt, kính thiên đế nhất định là tu luyện qua, hơn nữa truyền cho Vũ Nhân Phi Kính. Dĩ nhiên. Kính thiên đế thủ đoạn mạnh mẽ, hắn nắm giữ huyễn kính bí thuật, cũng không phải là một môn phi hoa vũ kính thuật như thế đơn giản. Bất quá cái này phi hoa vũ kính thuật, là 33 thiên thần thuật một trong, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Diệp Thần thân ở kính thế giới bên trong, ngắm nhìn bốn phía, từng cục thủy kính bên trong, tất cả đều là cái bóng của mình, nhìn như 10 phần quỷ dị. Mà những người xem trên khán đài, thấy Diệp Thần bị vây ở kính thế giới bên trong. Cũng không biết kính trong thế giới tình huống, nhất thời xì xào bàn tán, rối loạn. Bọn họ mặc dù không thấy được Diệp Thần, nhưng từ mới vừa Diệp Thần bộ dáng chật vật phán đoán, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít.
Tại chỗ bên trong, xem thiên nữ, Sở Thanh Tùng, Sở Phong các loại, tu vi tương đối cường đại tồn tại, thì thả ra tự thân thần thức, theo dõi kính bên trong thế giới bộ, yên lặng lưu ý hết thảy. Kính thế giới bên trong, Diệp Thần nhìn chung quanh trong gương, trừ mình hình ảnh bên ngoài, còn có một đạo tàn ảnh, chớp nhoáng gian từ trong gương xuyên qua, như quỷ mị vậy. Không nghi ngờ chút nào, cái này đạo tàn ảnh, chính là Vũ Nhân Phi Kính, hắn đang không ngừng di động, muốn hù sợ Diệp Thần. Giả thần giả quỷ, cho ta cút ra đây. Diệp Thần hừ một tiếng, đột nhiên vung ra một quyền này nhưng như trời long đất lở, tinh đấu đổi ngược, bộc phát ra viễn cổ Titan sức mạnh to lớn, chính là Titan tinh đấu quyền. Rắc rắc, cuồng bạo hung mãnh Titan tinh đấu quyền, đánh vào rất nhiều tấm gương tạo thành kính trên tường, để cho được kính tường nứt ra, một bóng người từ trong gương nổi lên, chính là Vũ Nhân Phi Kính. Vũ Nhân Phi Kính thân hình, bị Diệp Thần dòng bước ra, nhưng là chút nào không hoảng hốt, bởi vì hắn cũng không có bị thương. Luân hồi chi chủ, ta nói, nếu như chỉ dựa vào man lực, ngươi không thể nào thương tổn tới ta. Vũ Nhân Phi Kính lạnh lùng cười một tiếng, thân thể lần nữa ẩn nhập tấm gương bên trong, tàn ảnh như quỷ mị vậy qua lại. Hắn cũng không vội trước ra tay, như vậy một đầu ẩn núp dã thú, không ra tay thì thôi, ra tay một cái vụ cầu một chiêu toi mạng. Diệp Thần chân mày cao lại, thật ra thì nếu như cái này Vũ Nhân Phi Kính, cứng rắn bị hắn một quyền nói, cũng phải bị hắn đánh bể mà chết. Chỉ bất quá, Vũ Nhân Phi Kính thần thông, đặc biệt quỷ dị, Diệp Thần trên nắm tay lực lượng, phần lớn bị hắn chuyển tới huyễn kính trong thế giới đi, tự thân bị thương hại nhỏ vô cùng. Phải không, ta chính là dựa vào man lực, ta cũng không tin không đả thương được ngươi. Luân hồi lực, Titan tinh đấu. Diệp Thần thần sắc ác liệt. Lần nữa một quyền bạo giết ra, vẫn là Titan tinh đấu quyền, nhưng cái này lần cháy khí huyết, mượn luân hồi huyết mạch lực lượng, phá lệ tàn bạo hung mãnh, trên nắm tay nổ lên ngàn vạn ánh sao, mỗi một điểm tinh quang bên trong, lại có luân hồi huyết quang tách thả ra. Oanh! Diệp Thần quả đấm, cương mãnh cuồng bạo, dễ như bớn, lại một lần nữa oanh ở phía trước trên gương. Tấm gương chấn động, giãn nứt, một cổ vô hình nhân quả luật, vào thời khắc này phát động. Diệp Thần bốn phương tám hướng, tất cả tấm gương, cũng phản xạ ra Titan tinh đấu quyền trói lọi, từng đạo quả đấm hư ảnh, hướng Diệp Thần mình tập sát đi. Diệp Thần bừng tỉnh, cũng biết chỉ cần hắn vận dụng luân hồi lực lượng, liền nhất định sẽ gặp phải tấm gương bắn ngược. Đây chính là nhân quả luật, là kính thiên đế vì khắc chế Diệp Thần, đặc biệt nghiên cứu ra được nhân quả luật. Nhìn vậy rất nhiều quả đấm hư ảnh, đánh giết tới, Diệp Thần vội vàng huy động luân hồi thiên kiếm. Đạo đạo kiếm quang múa, đem những cái kia quả đấm hư ảnh phá vỡ, nhưng tự thân linh khí, nhưng là vào thời khắc này, kịch liệt tiêu hao. Cơ hội. Kính trời mưa giết. Vũ Nhân Phi Kính ánh mắt run lên, thấy cơ hội xuất hiện, lập tức động thủ tập sát. Rào 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 rào. Hắn bóng người, từ trong gương giết ra, mỗi một mặt tấm gương, cũng bộc phát ra ngập trời hạt mưa, mỗi một giọt mưa, đều là hóa thành một cái cầm ác liệt hơi nước phi kiếm. Ùn ùn kéo đến tập sát hướng Diệp Thần. Vậy một cái cầm hơi nước phi kiếm sau lưng, mang theo cực kỳ nhọn sát khí, đây không phải là phi hoa vũ kính thuật có thể có sát khí, không nghi ngờ chút nào, là thiên tiệm cung sát phạt thần thông. Ở nơi này cổ nhọn, lạnh như băng sát khí bao phủ hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người giá rét thấu xương, xương tủy cũng đang phát run. Nhưng, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã cảm nhận, phá cuộc đường. Luân hồi nguyên thể. Mở. Luân hồi nguyên thể, mở. Một tiếng kinh thiên chợt quát, từ Diệp Thần trong cổ họng tuôn ra, hắn quanh thân luân hồi khí cổn đáng, 10 khối luân hồi huyền bia toát ra hư ảnh, kim quang cuồn cuộn. Tất cả luân hồi huyền bia, từ một cái cổ xưa bóng tối xiềng xích chuỗi liền trước, năng lượng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. 10 khối luân hồi huyền bia năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Vào giờ khắc này, Diệp Thần thân thể bộc phát ra siêu phàm lực lượng, tựa như vượt qua thế gian hết thảy siêu phàm lực lượng, bá đạo, cuồng bạo, hung mãnh, vô địch, nghiền ép hết thảy. Ung ung, lôi âm cuồn cuộn, kinh thiên phong bạo, ngay tức thì nổ lên. Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể, cả người tập tục nổ, trên trán xuất hiện một đạo xanh mưa lất phất phong chi đổ đằng, da, bắp thịt, xương cốt lực lượng, ở trong một cái chớp mắt này, không biết tăng lên nhiều ít lần. Leng keng chanh, Vũ Nhân Phi Kính tập sát mà đến hơi nước phi kiếm, chém ở Diệp Thần trên mình,
nhưng thật giống như đánh trúng tường đồng vách sắt, phát ra kim mâu thiết vang, liền Diệp Thần ra cũng không có phá vỡ. Mở ra luân hồi nguyên thể Diệp Thần, thể chất có thể nói vô địch, vạn pháp không phá, chư tà bất xâm, nước lửa không vào, mạnh mẽ tới cực điểm. Cái gì? Vũ Nhân Phi Kính hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng, sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt như thế nhiều. Oanh! Diệp Thần một quyền đánh ra, long trời lở đất, gió lốc lớn cuồn cuộn, mang kinh khủng gió bão, đối diện liền hướng Vũ Nhân Phi Kính đập tới. Vũ Nhân Phi Kính kinh hoàng, căn bản không có dự liệu được Diệp Thần còn sẽ có này thủ đoạn, vội vàng lui về phía sau, ẩn thân đến hậu phương trong gương. Rắc rắc! Nhưng... Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể, quả đấm lực lượng, quá đáng sợ, so mở thiên đế cánh tay, còn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Cuồng bạo luân hồi quyền lực, kinh thiên phong bạo, hung hăng chút xuống ra. Vũ Nhân Phi Kính ẩn thân tấm gương, tại chỗ đã bị đánh nổ. Toàn trường tất cả tấm gương, từng cục, ở Diệp Thần cuồng bạo quyền lực hạ, cũng không cách nào lại duy trì tiếp, toàn bộ bị đánh bạo, hóa thành đầy trời bay vụt kính phiến. Cái gọi là huyễn kính phương pháp, có thể khắc chế luân hồi, chỉ là vô căn cứ. Chân chính luân hồi lực lượng, không thể nào bị khắc chế. Đó là vượt qua chư thiên, vô cùng cường đại lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Thần bộc phát ra luân hồi nguyên thể lực lượng, Vũ Nhân Phi Kính liền lại cũng không áp chế được. Phốc xích, Vũ Nhân Phi Kính từ trong gương rơi ra ngoài, gương mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi kia bên trong. Còn mang có chút rất nhiều nội tạng mảnh vỡ, hình dáng chật vật cực kỳ. Dưới lôi đài người xem cửa, thấy một màn này, đều là kinh hãi. Thời khắc này Diệp Thần, luân hồi nguyên thể lực tính kinh thiên, thiên địa gió bão đại tác, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như ngày tận thế hạ xuống. Như vậy khí tượng, thật là quá mức khủng bố, đủ để nghiền ép thần đạo cảnh, cho dù Vũ Nhân Phi Kính, là thần đạo cảnh tầng thứ 9 tu sĩ, cũng không cách nào chống lại Diệp Thần uy áp. Đây là cái gì thể chất? Luân hồi nguyên thể. Trong truyền thuyết luân hồi nguyên thể, lại là chân thực tồn tại. Trời ạ, như vậy nghịch thiên siêu phàm thể chất, làm sao có thể sẽ tồn tại ở đời? Tất cả người sợ hãi than, rung động được tột đỉnh. Bọn họ cũng nghe qua luân hồi nguyên thể, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, nghe nói có sau lưng mang theo cửu thiên đồ dọn ra lực lượng, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt, vô cùng lợi hại. Đó là vượt qua siêu phàm thể chất, là không thể tưởng tượng nổi vĩ đại tồn tại, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, loại cường đại này thể chất, lại là chân thực tồn tại. Truyền thuyết bên trong, luân hồi nguyên thể có cửu thiên đồ dọn ra, Diệp Thần tuy chỉ là thức tỉnh một đạo phong chi đồ đằng, nhưng bộc phát ra uy thế, đủ để cho người thán phục bái phục. Người thua, Vũ Nhân Phi Kính. Ta nói, nếu như lực lượng đầy đủ, người cái gì đó lòe lòe tấm gương, tuyệt đối có thể đánh vỡ. Diệp Thần cười lên, trên cao nhìn xuống nhìn Vũ Nhân Phi Kính. Hắn có cuồng ngạo tư cách, mở luân hồi nguyên thể hắn, đơn giản là hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, quá mạnh mẽ. Bất quá chỉ có thể mở một lần, như hiện tại lại muốn bắt đầu, căn bản không thể nào. Nhìn trên đài, thiền nữ ánh mắt cũng là lộ vẻ rung động cùng lộ vẻ xúc động, trong đầu nghĩ Diệp Thần mở luân hồi nguyên thể sau đó, lớn mạnh như vậy, cho dù là nàng, dùng hết tất cả lá bài tẩy. Chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Nàng đối mặt Diệp Thần, duy nhất có thể thắng cơ hội, chính là kéo đến Diệp Thần luân hồi nguyên thể, hiệu quả biến mất. Bởi vì, mở luân hồi nguyên thể, đối Diệp Thần mà nói, cũng là cần phải chịu đựng cực kỳ to lớn áp lực. Như vậy nguyên thể, nhưng không cách nào một mực mở đi xuống, tối đa chỉ có thể kéo dài chốc lát, Diệp Thần liền khó mà là kế, thậm chí có rơi vào yếu ớt nguy hiểm. Thiên nữ có thể thắng cơ hội. Chính là trì hoãn, rồi sau đó thừa dịp Diệp Thần yếu ớt, lại giết ngược. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần chỉ cha cần mở ra luân hồi nguyên thể, chính là hoành đẩy thần đạo cảnh vô địch, thấy người nào cũng là một quyền đánh bể, nàng thì như thế nào có thể trì hoãn được. Thể chất này, cuối cùng là quá kinh khủng. Cái này còn chỉ là một đạo đồ đằng, nếu là cửu thiên đồ dọn ra, toàn bộ thức tỉnh, thật là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Trên lôi đài. Vũ Nhân Phi Kính gương mặt vặn vẹo, hắn có thể không cam lòng lúc này nhận thua. Thiên Tiệm Cung cao tầng, cũng đang nhìn hắn, sắc mặt âm trầm rất. Hắn nếu bị thua, trở về sau đó, không biết phải chịu đựng biết bao tàn khốc trách phạt, thậm chí có thể so chết còn thảm. Không, ta còn không thua. Luân hồi chi chủ,
ngươi đừng hòng chiến thắng ta, ta coi như dùng thủ đoạn khác, cũng có thể giết ngươi. Diệt hồn thiên nhãn, mở. Vũ nhân phi kính không để ý trọng thương, cưỡng ép đứng dậy, cắn răng nghiến lợi, ngón tay nhấn một cái trán, trên trán mở một viên mắt đứng, vậy mắt đứng mang vô cùng là nghiêm ngặt sát khí, bắn ra một đạo màu đen ánh sáng, ma hy cuồn cuộn, hướng Diệp Thần Đầu xuyên qua đi. Đây là thiên tiệm cung độc môn thần thông, kêu diệt hồn thiên nhãn, mở sau đó, có thể coi thường thân thể của địch nhân phòng ngự, trực tiếp xuyên qua linh hồn người, đem linh hồn người hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thần thấy vậy diệt hồn thiên nhãn ánh sáng, bắn tới, vậy bắt được một chút nhọn nhân quả luật. Cái này nhân quả luật, chính là coi thường thân xác phòng ngự, trực tiếp sát thương linh hồn, âm hiểm cực kỳ. Hắn luân hồi nguyên thể, tuy không so mạnh mẽ, nhưng vậy không phòng được vậy diệt hồn thiên nhãn giết hại ma quang. Bất quá, Diệp Thần không quan tâm chút nào, khóe miệng mang một chút cười nhạt cho, liền đứng không nhúc nhích, cứng rắn bị vũ nhân phi kính diệt hồn giết hại. Vũ nhân phi kính diệt hồn ma quang, xuyên thấu nhập Diệp Thần đầu óc bên trong. Thấy vậy, vũ nhân phi kính đại hỉ. Nhưng hạ một sát, hắn diễn cảm động lại. Bởi vì, hắn phát hiện, Diệp Thần linh hồn, so hắn thân xác mạnh hơn. Hắn diệt hồn ma quang, công kích đi qua, không những không thể tổn thương Diệp Thần chút nào, ngược lại bị bắn ngược trở về, hung hăng công kích chính hắn. Vũ nhân phi kính một hồi kêu thảm thiết. Linh hồn bị nghiêm trọng đánh vào, tại chỗ ngã xuống đất co quắp, miệng sùi bọt mép, ngũ quan đã là hoàn toàn vặn vẹo. Thiên tiệm cung mấy cái cao tầng thấy vậy, lại là kinh hãi, lại là xấu hổ, một cái trưởng lão bay vút đến trên lôi đài, trầm giọng nói. Chúng ta nhận thua, ngay sau đó mang vũ nhân phi kính xuống đài. Vũ nhân phi kính ánh mắt, nhìn Diệp Thần, tràn đầy sợ hãi rung động, thân thể co quắp không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới. Diệp Thần linh hồn, lại có thể so thân xác còn cường hãn hơn. Cho dù là hắn không để ý giá phải trả, liều chết mở ra diệt hồn thiên nhãn, cũng không cách nào cho Diệp Thần tạo thành bất kỳ đánh vào. Diệp Thần cười một tiếng, hắn đạo tâm bền bỉ, trăm gông chém hết, tự nhiên không phải chính là một cái vũ nhân phi kính, có thể dung chuyển. Nếu như đơn thuần luận đạo lòng tu vi, Diệp Thần không thua với người bất kỳ. Võ tổ đạo tâm nhưng mà thế gian cường đại nhất đạo tâm một trong. Sở ra đám người gặp thiên tiệm cung nhận thua, đều là mừng rỡ như điên kích động hoan hô lên. Sở Thanh Tùng hướng một cái thiên tiệm cung trưởng lão nói, các ngươi nếu đã nhận thua, vậy ta sở ra người, các ngươi cũng hẳn thả trở về. Từ nay về sau, ta sở ra và các ngươi thiên tiệm cung, lại không nửa điểm dây dưa dễ má. Cửu thiên phục long giáo nếu như lần nữa xâm lược, ta sở ra một mình đối kháng chính là. Sở Thanh Tùng biết, không có thiên tiệm cung bảo vệ, sau này sở ra muốn một mình đối mặt cửu thiên phục long giáo, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng, ngay cả là khó khăn, hắn cũng phải cọ rửa sở ra khuất nhục, kết thúc đoạn này khuất nhục lịch sử. Thiên tiệm cung mọi người trố mắt nhìn nhau, không thể làm gì, đành phải gật đầu, mang vũ nhân phi kính rời đi. Bọn họ và sở ra tranh chấp, sau lưng có kiếm tử tiên trần đang nhìn, bọn họ tự nhiên cũng không dám chống chế. Ở thiên tiệm cung người, nhận thua sau khi rời đi, động đất đung đưa tới, một cổ kinh khủng năng lượng, từ lòng đất lan tràn ra, hóa thành từng luồng khói đen, như khói báo động vậy thẳng tắp phóng lên cao, tựa như đem bầu trời cũng phải thọt được rạn nứt, mười phần nguy nga. Đó là vạn đạo kiếm uyên sát khí. Vạn đạo kiếm uyên, là sở ra cấm địa, là ngày xưa Viêm Thiên Đế cùng kiếm ma, đã từng chiến đấu qua địa phương, năng lượng khí tức cực kỳ khủng bố. Vô số kỷ nguyên tới nay, vậy phiến vạn đạo kiếm uyên, đã sớm cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Mà sở ra, vậy săn giết không ít ma thần, đem đại lượng ma thần thi hài, ném nhập vạn đạo kiếm uyên bên trong, lớn mạnh vạn đạo kiếm uyên sát khí. Như vậy sát khí, đã đủ để nghiền diệt hết thảy tồn tại, vô số kỷ nguyên tới nay, sở ra vậy luôn muốn khống chế vạn đạo kiếm uyên năng lượng, dùng để đối kháng cửu thiên phục long giáo. Bọn họ lấy vạn đạo kiếm uyên là hạch tâm, kiến tạo thành dưới đất, chế tạo thiên thiên vạn vạn cái dẫn linh trận pháp, hôm nay thành dưới đất đã xây xong, thiên tiệm cung lại bị đuổi đi. Từ nay về sau, sở ra có thể dùng mình lực lượng, đi đối kháng cửu thiên phục long giáo. Hôm nay sở ra và thiên tiệm cung, quyết chiến đã có kết quả, kiếm tử tiên trần vải ở vạn đạo kiếm uyên cấm chế, cũng là tiêu tán đi. Vạn đạo kiếm uyên cuồng bạo năng lượng, phóng lên cao.
để cho Diệp Thần cũng là một hồi rung động. Ở nơi này vậy năng lượng dưới sự xung kích, Thần Vẫn Sơn mạch quanh quẩn đậm đà sương mù dày đặc, cũng là bị đuổi tản ra liền chút. Thiên Cơ sương mù dày đặc, cũng là tiêu tán rất nhiều. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một con cự thú tồn tại. Vậy con cự thú trong cơ thể, liền cất giấu vậy vô chủ đại lộ làm. Nếu như Diệp Thần cẩn thận đoán nói, hắn khẳng định có thể suy tính ra cự thú kia chỗ. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Bởi vì so với tranh đoạt đại lộ làm, việc cần kíp, phải đi vạn đạo kiếm nguyên, tìm về Hàn Diễm. Diệp Thần cảm giác thì được, Hàn Diễm hơi thở, càng ngày càng yếu ớt, nhất định là gặp gỡ nguy hiểm, hắn nhất định phải đi giải cứu. Hơn nữa, ở đó vạn đạo kiếm nguyên bên trong, còn có Viêm Thiên Đế một cái đùi phải, Diệp Thần tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho thiên nữ. Vạn đạo kiếm nguyên mở cửa, Viêm Thiên Đế thần thể, nhất định là ta tử thần giáo đoàn. Thiên nữ thấy vạn đạo kiếm nguyên mở ra, lập tức vậy không do dự, thân thể thoáng một cái, biến dạng hư không, liền từ tại chỗ biến mất. Sở Thanh Tùng lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, Viêm Thiên Đế thần thể, người cũng không thể bị đảm nhiệm thiên nữ đoạt đi. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết, đó là ta cơ duyên, người bất kỳ cũng không thể cướp đi. Dứt lời, Diệp Thần cũng không nói nhảm, phá vỡ hư không, đi thẳng tới thành dưới đất, vạn đạo kiếm nguyên lối vào cạnh. Chỉ gặp vạn đạo kiếm nguyên lối vào cạnh, mấy người lính gác người mặt đầy kinh hoàng, thấy Diệp Thần tới, liền vội vàng bẩm báo. Luân hồi chi chủ, mới vừa thiên nữ tiến vào, lấy thiên nữ thủ đoạn và thực lực, sợ rằng. Người thủ vệ còn chưa nói hết, nhưng muốn nói cái gì Diệp Thần cũng biết. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh giá vạn đạo kiếm nguyên. Chỉ gặp cấm chế tiêu tán sau đó, vạn đạo kiếm nguyên bộc phát ra sát khí, so trước kia nồng nặc rất nhiều, cuồn cuộn khói báo động ngất trời, vô số yêu ma gào khóc quanh quẩn, chỉ là khí này voi, liền để cho người có chút da đầu tê dại. Ta biết, ta cũng tiến vào, các ngươi ở chỗ này chờ. Vừa nói, Diệp Thần vậy tung người nhảy một cái, nhảy vào vạn đạo kiếm nguyên bên trong. Rất nhiều canh phòng chố mắt nhìn nhau, nếu như là người bình thường, tiến vào vạn đạo kiếm nguyên, vậy khẳng định là không ra được, chỉ có một con đường chết. Vạn cổ tới nay, bất kỳ tiến vào vạn đạo kiếm nguyên người, cũng không có còn sống đi ra. Nhưng bọn họ biết, Diệp Thần và Thiên Nữ đều là đại khí vận người, bọn họ có lẽ có thể ở vạn đạo kiếm nguyên trong hoàn cảnh ác liệt, sống được, thậm chí mang cơ duyên gì đi ra. Lúc này, Diệp Thần tiến vào vạn đạo kiếm nguyên bên trong, lúc này thì có một loại cảm giác, mình tựa như rơi vào địa ngục. Đây là một phiến vực sâu vô tận hư không, đỉnh đầu không thấy được trời, dưới chân đạp không tới, chính là một phiến hư không, một phiến vô tận bóng tối hư không. Trong hư không, tràn đầy tất cả loại hắc ám không rõ, âm phong trận trận, không thể danh trạng quái vật, lại thật nhiều ma thần, đang gầm thét gào khóc, khắp nơi tuần tra giết hại. Đã từng là Sở gia, săn giết rất nhiều ma thần, đem thi hài ném nhập vạn đạo kiếm nguyên bên trong. Những cái kia ma thần hài cốt, trải qua năm tháng, một ít hóa thành oan hồn, một ít lần nữa sống lại, thậm chí còn có một ít, vặn vẹo biến thành đáng sợ hơn ma thần. Diệp Thần đi tới vạn đạo kiếm nguyên, trên người hắn mới mẻ máu thịt hơi thở, nhất thời để cho bốn phương tám hướng ma thần, toàn bộ hấp dẫn tới đây. Vô số ma thần, chó điên như nhau gầm thét, hướng Diệp Thần đạp chết tới. Diệp Thần nhất thời có dũng khí cảm giác hít thở không thông, như thế nhiều ma thần cùng quái vật, cho dù là hắn, cũng không khả năng toàn bộ đối kháng. Tự do rực, mở. Diệp Thần mở ra tự do rực, sau lưng sinh ra hai cánh, quanh thân gió bão cổn đáng, lập tức vỗ cánh xông phá trùng trùng ma thần khốn trở, đi về trước nhanh bay ra. Tự do rực, là phong thần đạo thống. Diệp Thần đang thức tỉnh luân hồi nguyên thể phong chi đồ đằng sau đó, tự do rực tu vi thành tựu, cũng là lớn lớn tăng lên. Cái này một tí, hắn mở tự do rực, liền như côn bằng dương cánh, thần quang bung ra, lập tức liền giải khai rất nhiều ma thần quái vật vây khốn. Mà Diệp Thần nhìn về phía trước, liền thấy có một cái cô gái đồ trắng, cưỡi một đầu băng hoàng, nhanh chóng ở đi vạn đạo kiếm nguyên chỗ sâu bay đi. Cô gái đồ trắng kia, chính là đảm nhiệm thiên nữ. Ở đảm nhiệm thiên nữ trên mình, có một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen ải vần quanh, tôn lên được nàng da thịt, lại là trắng như tuyết ngưng băng. Tầng kia màu đen sương mù, trên thực tế là một chút thiên ma tinh hải năng lượng biến thành, đặc biệt loáng,
không đủ để dùng để chiến đấu, nhưng lại là rất tốt ngụy trang. Ở đó thiên ma tinh hải năng lượng bao trùm hạ, chung quanh rất nhiều ma thần, lại không có công kích thiên nữ, thật giống như vậy cầm nàng làm đúng rồi bóng tối đồng loại. Thiên nữ không có bị bất kỳ khốn trở, quay đầu hướng Diệp Thần cười một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng đi vạn đạo kiếm nguyên chỗ sâu bay đi. Nàng đã phong tỏa viêm thiên đế đùi phải hơi thở, trước phải Diệp Thần một bước, cướp đoạt vậy đùi phải. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn tuy mở tự do rực, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu, vẫn sẽ bị chung quanh rất nhiều ma thần quái vật, chỉ hoãn bước chân, không có thiên nữ như thế ung dung. Chói mắt lúc đó, thiên nữ bóng dáng, đã không thấy được. Viêm thiên đế thần thể, nhất định là ta. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, cũng không có quá hốt hoảng. Hắn vậy bắt được viêm thiên đế đùi phải hơi thở, ngay tại vạn đạo kiếm nguyên chỗ sâu, còn cảm giác được nguy hiểm kinh khủng. Muốn cướp lấy viêm thiên đế đùi phải, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thiên nữ coi như trước hắn một bước, cũng không khả năng như thế thuận lợi liền đoạt vào tay. Diệp Thần tin tưởng mình khí vận, cuối cùng nhất định có thể thuận lợi cướp lấy cơ duyên. Việc cần kíp, là trước thoát khỏi chung quanh rất nhiều ma thần quái vật vây trận đạp chết. Hắc dạ mệnh tinh, hắc vực bao phủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ vận dụng hắc dạ mệnh tinh năng lượng, thả ra một phiến thâm trầm hắc ám khí tức, ở quanh thân hóa ra một phiến hắc vực. Diệp Thần thân thể, liền bị cái này phiến hắc vực bao phủ, giống như ngăn cách với đời. Chung quanh rất nhiều ma thần quái vật, liền thấy Diệp Thần hơi thở, đột nhiên biến mất, tất cả quái vật đều ngẩn ra, phát ra trầm thấp tiếng gào, không rõ cho nên. Diệp Thần trong bụng cười thầm, liền mượn hắc vực dòng che giấu, lặng yên không tiếng động đi tới trước, nhanh chóng đi vạn đạo kiếm nguyên chỗ sâu lao đi. Nhưng, Diệp Thần đi phương hướng, nhưng là và thiên nữ ngược lại, cũng không có lập tức đi tranh đoạt viêm thiên đế đùi phải. Bởi vì hắn bắt được, hàn diễm hơi thở, đang không ngừng đổi được yếu ớt. Hắn trước hết cầm hàn diễm cứu ra. Càng đi sâu vào vạn đạo kiếm nguyên, thì càng nguy hiểm. Diệp Thần gặp, không còn là ma thần quái vật, còn có ngang dọc ở trong hư không, không ngừng chém cắt thắt cổ kiếm khí. Những kiếm khí này, nguyên tử viễn cổ, là viêm thiên đế và kiếm ma so tài chiến đấu, lưu lại hơi thở. Ban đầu đánh một trận, là bực nào cấp bậc, kinh khủng cỡ nào. Những thứ này hơi thở là như vậy đáng sợ, cho dù trải qua năm tháng bể dâu, còn có uy lực lưu lại, ở vạn đạo kiếm nguyên ở giữa trong hư không, không ngừng ngang dọc chém giết, tiếp xúc tức chết. Nếu như Diệp Thần bị đánh trúng, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Thật may, Diệp Thần tinh thần bén nhạy, ở kiếm khí chém chết đến thân thể trước, tổng có thể tránh thoát. Nhưng làm như vậy, cần hắn tinh thần, từ đầu đến cuối giữ cao độ canh gác, đặc biệt mệt người. Vô vô thời y không tràn đầy hắc ám hỗn loạn, cần phải giữ vững quy luật làm thức ăn uống, mới khá ở trong người thành lập trụ cột trật tự, đối kháng hắc ám. Như vậy cao độ cảnh giác phòng bị hạ, Diệp Thần thì không cách nào nghỉ ngơi, trong cơ thể làm thức trật tự tất nhiên bị đánh loạn. Cũng may hắn thức tỉnh luân hồi nguyên thể sau đó, thể chất cường hãn rất nhiều, trong thời gian ngắn hỗn loạn, vẫn là có thể chịu đựng. Gian nan như vậy đi tới hai ngày, Diệp Thần khoảng cách hàn diễm hơi thở phát ra địa phương, càng ngày càng đến gần. Mà đây thời gian hai ngày, Diệp Thần nhưng là kinh ngạc phát hiện, luân hồi mộ địa luôn là thỉnh thoảng truyền ra dị động, vậy dị động bên trong, mơ hồ lại có tiếng đàn truyền ra vậy, đặc biệt kỳ dị, tựa hồ có tân đại năng muốn thức tỉnh. Tân đại năng muốn thức tỉnh. Chẳng lẽ, sắp thức tỉnh đại năng, và cái này phiến vạn đạo kiếm nguyên có liên quan sao? Diệp Thần trong lòng hết sức tò mò, phát hiện luân hồi mộ bia có ánh sáng hoa lóe lên, nhưng rất nhanh lại mất đi đi xuống, tựa hồ còn chưa tới thời cơ. Mộ trong đất tiểu cấm yêu, tựa hồ vậy cảm thấy được có đặc thù gì chập chờn, thỉnh thoảng dụi mắt một cái tỉnh lại, nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng thấy chung quanh không có động tĩnh, liền lại chầm chầm ngủ đi. Tiếp tục dưỡng thương. Diệp Thần duy trì tinh thần, tiếp tục đi tới trước. Rốt cuộc, lại là một ngày trôi qua, Diệp Thần thấy được hàn diễm bóng người, liền tại tiền phương xa xa. Chính xác mà nói, đó là một đạo vạn trượng cao pháp tướng hư ảnh, cả người ma khí nhô lên, kiếm khí vần quanh, ánh mắt tràn đầy động trời sát ý cùng lệ khí. Vậy đạo pháp tướng hư ảnh, hình dáng chính là hàn diễm hình dáng, khí thế tương đương nổ. Tên này lại nhập ma. Diệp Thần thất kinh. Hắn liền thấy, hàn diễm nguy nga to lớn pháp tướng, đang cùng tất cả to lớn giống vậy ma thần quái vật chiến đấu.
những cái kia ma thần quái vật, có thể nói là vạn đạo kiếm nguyên cường đại nhất, kinh khủng nhất tồn tại, bất kỳ một đầu, cũng có thể cầm Diệp Thần sống sờ sờ ăn thịt. Hàn Diễm mở thiên địa pháp tướng, kiếm khí ngang dọc, lớn tiếng điên cuồng hét lên, cùng chung quanh rất nhiều ma thần kịch chiến. Đây là một tràng kinh khủng cự đấu, long trời lở đất, phai mờ đại lộ, thời không bể tan tành. Hàn Diễm đã không biết chiến đấu bao lâu, hắn hơi thở càng ngày càng yếu ớt, hoàn toàn là bằng vào tràn đầy nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu duy trì. Những cái kia ma thần, thập phần cường đại, tuy nói đơn độc một đầu, không cách nào cùng Hàn Diễm đối kháng, nhưng mười mấy đầu, mấy chục đầu liên hiệp, hay là cho Hàn Diễm mang đi to lớn áp lực. Diệp Thần viễn xa thấy một màn kia, cũng biết không bao lâu, Hàn Diễm nhất định phải sa sút, bị chung quanh rất nhiều ma thần quái vật giết chết ăn. Như vậy cự đấu, Diệp Thần muốn trực tiếp nhúng tay, khẳng định không thực tế, nhưng hắn có hắn biện pháp. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, lên. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp tuôn ra mặt trời gay gắt mệnh tinh, một vòng huy hoàng sáng chói mặt trời, từ từ ở nơi này phiến hắc ám thâm uyên bên trong dâng lên. Diệp Thần đem mặt trời gay gắt mệnh tinh năng lượng, thúc dục đến mức tận cùng, vô cùng to lớn mặt trời, trôi lơ lửng ở trên hư không. Ở đó một vòng mặt trời nổi bật hạ, phía dưới Hàn Diễm, rất nhiều ma thần quái vật bóng người, cũng nổi được vô cùng nhỏ bé. Hống! Rất nhiều ma thần quái vật, phát ra thống khổ tiếng gào. Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh chói lọi, đối chúng nhưng là có to lớn khắc chế hiệu quả. Rất nhiều quái vật thân thể, da thịt tí tách vang dội, sôi trào dậy ngâm nước. Liên liên nhập ma dưới trạng thái Hàn Diễm, vậy được một ít ảnh hưởng. Da mặt co quắp một tí, khá làm khó bị. Nhưng hắn trạng thái, nhất định là so với kia chút ma thần quái vật tốt hơn nhiều. Vèo. Một đầu ma thần, gầm thét phóng lên cao, móng vuốt to lớn giết ra, muốn xuyên qua Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh. Đầu này ma thần, thực lực cường đại, nó xác thực cũng có đánh rơi Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh tư cách. Nhưng, đầu này ma thần, còn không chạm được Diệp Thần mặt trời, liền có một đạo kiếm khí. Nghịch thiên chém chết đi lên, đem nó trên không chém thành hai nửa. Hàn Diễm ra tay, hắn tuy nhập ma, nhưng ý chí chiến đấu nhưng là vô cùng thanh tỉnh, thấy chung quanh ma thần, bị mặt trời gay gắt mệnh tinh ảnh hưởng, đổi được yếu ớt, hắn lập tức thiêu đốt lên tự thân khí huyết, không để ý giá phải trả, điên cuồng loạn giết. Nếu như là vậy dưới tình huống, hắn như vậy điên cuồng tư thái, chỉ sẽ tự diệt vong. Nhưng hiện tại, rất nhiều ma thần ở mặt trời gay gắt mệnh tinh chiếu rọi xuống, thực lực lớn bị ảnh hưởng, đối mặt điên cuồng Hàn Diễm, chúng cũng không cách nào đối kháng, đành phải hoảng sợ chật vật xoay người chạy thục mạng. Cuối cùng, chúng để lại mấy cổ thi thể, chật vật thoát đi. Diệp Thần chính là vội vàng thu hồi mặt trời gay gắt mệnh tinh, kịch liệt thở dốc một tí. Mới vừa thúc giục mặt trời gay gắt mệnh tinh, thời gian tuy không dài, nhưng lại hao phí Diệp Thần to lớn linh khí. Hàn Diễm giành được chiến đấu, ánh mắt nhưng vẫn hung ác vô cùng, hoành kiếm ngắm nhìn Diệp Thần, thanh âm khàn khàn kêu lên. Người nào, thật là cường đại bản lãnh, lưu lại ngươi đồ, cho ta lăn, ta không giết ngươi. Hắn hiển nhiên nhìn chúng Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh, muốn kêu Diệp Thần đem đồ vật lưu lại. Nhưng, cái này mặt trời gay gắt mệnh tinh, nhưng mà Diệp Thần bổn mạng huyết mạch vật, lại làm sao có thể chóc. Một khi chóc, vậy hắn vậy phải chết. Hàn đệ, là ta, ngươi lại nổi điên, tỉnh lại cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng biết thời khắc này Hàn Diễm, đã là chỗ sâu nhập ma trạng thái, cũng không nhận được hắn. Bàn tay hắn vung lên, Phật quang bung ra, trực tiếp thi triển ra chiếu kiến hư không Phật Pháp, một tôn huy hoàng trang nghiêm Bồ Tát Pháp tướng, ở trong hư không hiện ra. Ha ha, phải, ta là nổi điên, người trong thiên hạ người đều nói ta nổi điên. Nhưng, không có vấn đề. Viêm Thiên Đế đại ca đã chết, thế gian đã không có gì có thể để cho ta lưu niệm đồ. Ta chính là bị điên, giết hại thiên hạ, ngươi vừa có thể làm ta thế nào? Muốn dùng Phật Pháp trấn áp ta, thật là chuyện tiếu lâm. Ta như nhập ma, Phật làm ta thế nào? Hàn Diễm thấy Diệp Thần sử dụng Phật Pháp, Phật quang chiếu vào trên người hắn, hắn nhưng là cười lớn, một kiếm như phá thiên vậy vung chém ra. Suy rồi, kiếm khí gào thét. Diệp Thần chiếu kiến hư không Phật Pháp, hiển hóa ra lớn Bồ Tát Pháp tướng, tại chỗ liền bị Hàn Diễm chém chết. Một kiếm này oai, thậm chí so lần trước mạnh hơn rất nhiều. Diệp Thần kinh hãi, gương mặt trắng bệch. Hàn Diễm nhập ma sâu,
để cho hắn hoàn toàn kinh hãi. Trước kia Hàn Diễm, coi như nhập ma, Diệp Thần còn có thể dùng Phật Pháp đem hắn thức tỉnh, nhưng hiện tại, hắn nhập ma sâu nặng, lại có thể liền Phật Tổ chân kinh cao nhất Phật Pháp, đều không cách nào đem hắn tỉnh lại. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hàn Diễm không thể nghi ngờ là một viên bom hẹn giờ. Bất quá Diệp Thần từ đầu đến cuối tin tưởng, mình sẽ không chết tại Hàn Diễm tay. Cho một mình ngươi cơ hội, trốn đi. Ta trước để cho ngươi bỏ chạy vạn dặm, ta sẽ ra tay giết ngươi, ha ha. Ngươi có thể chạy thoát, coi như ngươi bản lãnh. Hàn Diễm cười gằn nhìn về phía Diệp Thần, mang một bộ mèo vờn chuột vậy tư thái. Hắn giết hại vô số, thông thường giết người thủ đoạn, hắn đã sớm ngán, hắn chỉ thích mèo vờn chuột, nhìn người khác ở dưới chân hắn khổ khổ cầu xin tha thứ, hắn nhất kiếm nữa giết liền. Diệp Thần trong bụng bi thương, không nghĩ tới Hàn Diễm lại luân lạc như vậy, thật bị kiếp trước điên cuồng hung ác trí nhớ, chiếm cứ đầu óc, không cách nào tự kềm chế. À, người này là kiếm ma chuyển thế. Không nghĩ tới đời này, ta lại có thể còn có thể gặp được kiếm ma. Vừa lúc đó, một đạo kinh ngạc thanh âm già nua, từ luân hồi mộ địa bên trong vang lên. Diệp Thần thất kinh, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mộ bia ánh sáng rực rỡ lóe lên, rồi sau đó nổi lên một đạo già nua bóng người. Đó là một cái tướng mạo gầy gò ông già, thân mặc áo bào trắng, cả người thiên đế khí vần quanh, thần kỳ phải, vậy từng luồng thiên đế khí, ngưng tụ thành từng đạo nốt nhạc, lẫn nhau xen lẫn, nốt nhạc va chạm lúc đó, còn sẽ phát ra âm thanh thiên nhiên khúc tiếng, mười phần kỳ diệu. Tân đại năng thức tỉnh. Diệp Thần thấy cái này ông già, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Mộ chủ, ta có một bài hát, có thể để cho cái này kiếm ma, khôi phục kiếp này thanh tỉnh. Ngươi rời khỏi nơi này trước nói sau. Ông già ngưng trọng nói, đối kiếm ma vậy là đặc biệt kiêng kỵ. Diệp Thần cũng biết nguy hiểm, nếu như ở lại chỗ này nữa, hắn có thể thật phải bị Hàn Diễm giết chết. Hắn lập tức xoay người chạy đi. Hàn Diễm thấy vậy, vui vẻ cười to, phong tỏa Diệp Thần khí cơ, trong mắt lộ ra hung lệ sát khí, nói trốn đi, trốn đi. Đáng tiếc, không người có thể từ ta dưới quyền chạy khỏi. Hắn nhẹ nắm trước chuôi kiếm, dự định cùng Diệp Thần chạy ra khỏi vạn dặm sau đó, sẽ ra tay đánh chết. Diệp Thần bay vút ra mấy ngàn dặm, liền nghe luân hồi mộ địa vậy ông già nói. Nơi này có thể, ta chỉ ngươi một bài hát, kêu không sơn tân vũ, ngươi khải đàn bài hát này, liền có thể để cho vậy kiếm ma khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần nói, không sơn tân vũ, tiền bối là tu luyện âm khúc chi đạo. Ông già nói, đúng vậy, mộ chủ. Ta đế hiệu kêu Cầm Đế, tên gọi Long Lầu Huyền Ca, không biết ngươi có nghe hay không qua ta truyền thuyết. Vị này mới thức tỉnh đại năng, tự xưng Cầm Đế, tên là Long Lầu Huyền Ca. Diệp Thần nghe, à một tiếng thét kinh hãi, nói Cầm Đế. Tiền bối, ngươi có phải hay không để lại một kiện kêu cửu khúc ống tiêu pháp bảo? Hắn mơ hồ nhớ lại, hoàng lão trước đây thổi vang cửu khúc ống tiêu, đạt được đại chủ tể cất nhắc, tấn thăng là đạo tông bát tổ một trong. Từ nay về sau, biến thành hoang tổ. Vậy cửu khúc ống tiêu, là thập đại cổ thần khí một trong, tựa hồ chính là thời đại viễn cổ, một vị tên là Cầm Đế Đại Năng, vật lưu lại. Cầm Đế Đại Hỷ, nói chính là, vậy cửu khúc ống tiêu, là ta trước đây thật lâu, đưa cho đạo tông đại chủ tể lễ vật. Ta tuy tên là Cầm Đế, nhưng không chỉ là tinh thông đàn thao, chống sắt xanh tiêu, tỳ bà huyên tranh, thiên hạ nơi có nhạc khí, ta không một không tinh. Không một không hiểu, chỉ là bởi vì khúc đàn thành tựu cao nhất, cho nên mọi người gọi ta là Cầm Đế. Diệp Thần sinh lòng hướng mộ, Cầm Đế thời kỳ tột cùng tu vi, nhất định là vô cùng lợi hại, hắn liền chắp tay nói. Tiền bối, ngươi thật là lợi hại, nghe nói. Ngươi có rất nhiều nhạc khí thần khí, nhưng phần lớn đều ở đây mạt pháp trong thời đại hủy diệt, chỉ để lại một chi cửu khúc ống tiêu. Đó thật đúng là tiếc nuối. Cầm Đế khoát tay một cái nói, trước không nói cái này, vậy kiếm ma lập tức giết tới, ta trước truyền cho ngươi không sơn tân vũ bài hát, ngươi ở trước mặt hắn khải đàn, là được rửa đi hắn đạo tâm lệ khí, để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Dừng một chút, uống tiếng, đàn tới. Một cái đàn cổ, liền ở trong tay hắn nổi lên. Đây là ảo tưởng tạo vật bản lãnh, là vô vô thời ý không cơ sở quy luật, bất kỳ thần minh cũng nắm giữ, có thể nhất niệm tạo vật. Diệp Thần thấy vậy, cũng không cho là lạ, toàn bộ tinh thần chăm chú lắng nghe ngắm nhìn. Ta trước khải đàn một lần, ngươi thật tốt nghe.
Cầm đế ngồi xếp bằng xuống, đem đàn cổ đặt nằm ngang trước người, quanh thân thiên đế khí lững lờ, từng đạo nốt nhạc sáng chói lóng lánh. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói tiền bối, không bằng ngươi tự mình khải đàn, trước thức tỉnh kiếm ma nói sau, ta chờ một chút lại học cũng không muộn. Cầm đế lắc lắc đầu nói, không được, ta khí cơ, không thể tùy tiện bại lộ, nếu bị hoa tổ vậy lão quỷ biết, ta còn không hoàn toàn vẫn diệt, sự việc thì phiền toái, ngươi cũng có thể gặp liên lụy. Diệp thần kinh hãi, nói, hoa tổ, đạo tông bát tổ một trong. Cầm đế nói, đúng vậy, cái này lão quỷ âm hiểm xảo trá rất, ngươi phải chú ý, nếu như bị hắn biết, ngươi và ta có cái gì sâu xa, hắn khẳng định vậy sẽ đối với ngươi bất lợi. Diệp thần nhất thời kinh hãi dị, chẳng lẽ nói, cầm đế và hoa tổ tới giữa, tồn tại cái gì ân oán qua lại. Cái này hoa tổ, cũng không phải là nhân vật bình thường, thậm chí cùng sử thần đều có liên lụy. Năm đó, hoa tổ từng bị sử thần ủy thác, đi tập sát Nguyệt thần thiên đế. Nguyệt thần thiên đế luyện chế âm dương đoạt mệnh đan, vốn là chuẩn bị đánh vào siêu phẩm thiên đế, nhưng gặp phải hoa tổ tập sát, bị thương nặng sắp chết, cuối cùng không biết làm sao mất mạng. Hoa tổ có thể tập sát Nguyệt thần thiên đế, thực lực có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ nói, cầm đế cũng là bởi vì hoa tổ mà chết. Trước không nói vậy lão quỷ, ta cho ngươi trình diễn một lần không sơn tân vũ bài hát, ngươi nghe. Cầm đế ánh mắt híp lại, ngắm nhìn trước mắt đàn cổ, ngón tay nhẹ nhàng ở trên dây đàn vuốt ve một tí, phát ra một tiếng xa xưa than thở, tang thương trong tròng mắt, lại có thể toát ra 10 phần sáng ngời thần thái, giống như là lần đầu tiên chạm được tình nhân da thịt thiếu niên. Chanh! Rồi sau đó, cầm đế nhẹ nhàng kích thích dây đàn, một đạo réo rắt âm điệu, chính là vang lên. Ngay sau đó, cầm đế bắt đầu khải đàn, khinh long chậm vê, khải đàn như nước chảy, tiếng càng linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, từ đầu ngón tay hắn chậm rãi dòng nước chảy ra, chung quanh còn phiêu bay lên từng đạo hoa mỹ nốt nhạc, đặc biệt lộng lẫy. Diệp thần nghe được cái này tiếng đàn, tâm cảnh lập tức thì trở nên được yên lặng, tất cả tâm trạng đều bị vuốt lên, cả người thật giống như đặt mình vào ở trên không núi bên trong, đánh hơi được mới sau khi hết mưa bùn đất mùi vị, tinh thần tiến vào một cổ linh hoạt kỳ ảo hai cảnh bên trong đi. Tâm thần 10 phần thoải mái. Một khúc cuối cùng, toàn bộ luân hồi mộ địa, thật giống như đều biến thành một cái không sơn tân vũ sau thế giới, hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái hết sức. Nha, thật dễ nghe à. Tiểu cấm yêu từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe được cái này tiếng đàn, khen ngợi hoan hô, mặt đầy hưng phấn. Cầm đế khẽ mỉm cười, nhìn về Diệp thần nói. Mộ chủ, người lĩnh ngộ mấy thành. Diệp thần như có điều suy nghĩ. Mới vừa cầm đế khải đàn lúc đó, còn có một đạo đạo âm phù nổi lên, cho nên bài không sơn tân vũ, hắn không chỉ là nghe rõ, vậy thấy rõ. Đại khái 50%. Diệp thần thiên phú lớn lao, nghe qua một lần sau đó, đã ghi nhớ không sơn tân vũ khúc phổ, một cái nốt nhạc đều sẽ không sai, nhưng bài hát này, trong đó đại lộ hai uẩn, vậy cổ linh hoạt kỳ ảo thanh cảnh giới mới, lại cần tỉ mỉ tính toán. Coi như là lấy Diệp thần thiên phú. Cũng không khả năng trong nháy mắt liền hiểu được, hắn cũng phải nhai một tí. Ha ha, 50% vậy là đủ rồi, vậy kiếm ma tới sát, người dùng ta bài hát, có thể vuốt lên hắn lệ khí. Cầm đế cười nói, đối Diệp thần thiên phú, vậy là vô cùng hài lòng cùng tán thưởng. Diệp thần mở mắt ra, tinh thần từ luân hồi mộ địa bên trong triều ly đi ra, liền thấy phương xa có một đạo bóng người, đang phá không bay vút tới, chính là Hàn Diễm. Hàn Diễm nâng kiếm chạy tới, mang trên mặt lạnh lùng hài hước nụ cười, nhìn Diệp thần nói. Làm sao, không chạy sao? Diệp thần vậy khẽ mỉm cười, nói ta cảm thấy, ta có thể không chạy thoát. Hàn Diễm vui vẻ cười to, giơ kiếm chỉ Diệp thần, nói, rất tốt, coi là ngươi có tự mình hiểu lấy, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp thần cười nói, ta muốn ở trước khi chết, đàn một bản bài hát, không biết có thể hay không? Hàn Diễm sửng sốt một tí, chợt thu hồi trường kiếm, nói có thể, người muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, cứ việc ra tay, nếu như có thể giết ngược ta, vậy ta thật là cầu không được. Đáng tiếc cái này thế gian, không người là ta địch thủ. Hắn nói xong lời cuối cùng, lại thâm sâu cảm tiếc nuối. Diệp thần biết, ở kiếp trước, kiếm ma giết hại thính nhất thời điểm, giết tới thiên hạ không người dám ngẩng đầu, không người dám bước lên vô cùng xưng đế gọi tôn, hết sức lợi hại. Hơi có điểm cô độc cầu bại ý. Diệp thần chỉ là mỉm cười, không nói gì,
khiến cho một cái ảo tưởng tạo vật thuật pháp, ở trong tay hóa ra một cái đàn cổ, đặt nằm ngang trước người, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào trên dây đàn, hồi tưởng Không Sơn Tân Vũ bài hát, liền chậm rãi bắt đầu khải đàn. Trong thoáng chốc, mát mẻ, dễ nghe, linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, từ Diệp Thần đầu ngón tay dòng nước chảy ra, như không núi mưa rơi, đãng địch thanh tùng. Trong hư không, xuất hiện sơn thủy mực vẽ khí tượng, thật có mấy ngọn núi, mấy phần nước chảy, tí tách mưa nhỏ, thanh nhã khí tượng, nổi lên. Những thứ này hư ảo khí tượng, thậm chí muốn dần dần từ ảo tưởng khái niệm, biến thành chân thực tồn tại. Diệp Thần khải đàn bài hát, thì có như vậy kỳ diệu, lại có thể hỗn loạn liền thiên địa pháp tắc, hiển hóa ra các loại linh hoạt kỳ ảo tuyệt vời khí tượng đi ra, thậm chí thật muốn sáng tạo ra một cái Không Sơn Tân Vũ sau sơn thủy thế giới. Hàn Diễm nghe được ngây dại, nghe được bài hát này, hắn cảm thấy mình tim trên đầu lệ khí, nhiều năm bi phẫn khí, giết hại khí, các loại oán niệm, đều giống như bị nước trong cọ rửa liền một lần, nhanh chóng rút đi. Không, đây là bài hát gì? Đáng chết, ngươi muốn loạn ta đạo tâm. Hàn Diễm cắn răng nghiến lợi, muốn giơ kiếm muốn Diệp Thần gai đi giết, nhưng ở vậy Không Sơn Tân Vũ điệu khúc hạ, hắn tất cả sát khí cùng lệ niệm, đều bị vuốt lên. Cả người dùng không ra chút nào khí lực, thậm chí bàn tay cũng như nhũn ra, kiếm trong tay liền rớt xuống đất. Diệp Thần thấy điệu khúc hữu hiệu, trong lòng đại hỉ, trong đầu nghĩ Cầm Đế quả nhiên lợi hại, sáng tạo ra bài hát, lại có thể liên nhập ma sâu nặng Hàn Diễm, cũng có thể khoác cứu lại. Hàn Diễm kêu rên, che đầu, một bộ thống khổ hình dáng. Như vậy thống khổ, nhưng là thanh tỉnh điềm báo trước. Rốt cuộc, Diệp Thần một khúc cuối cùng. Hàn Diễm ánh mắt cũng thay đổi được trong suốt, hơi thở yếu ớt, ngơ ngác nhìn chung quanh hết thảy. Đại ca! Hàn Diễm mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trước khi một màn xông lên đầu, hắn nhất thời kinh hoàng xấu hổ. Hàn đệ, người tỉnh! Diệp Thần đại hỉ, thu hồi đàn cổ, cười nói. Đại ca, thật xin lỗi! Ta thiếu chút nữa tổn thương ngươi! Hàn Diễm xấu hổ xin lỗi, tràn đầy thống khổ hình dáng. Không có sao, ta cũng không bị thương. Diệp Thần cười nói. Hàn Diễm ngũ quan vặn vẹo, vẫn là rất thống khổ dáng vẻ, yếu ớt nói, không được, đại ca, ta đầu thật là đau, ta phải ngủ một lát. Dứt lời, Hàn Diễm liền trực tiếp ngủ mê mang. Hắn thân thể, cuối cùng chỉ là thần đạo cảnh thân thể, đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sau đó, kiếp trước lực lượng, vậy đi theo bùng nổ, cũng không phải hắn thân thể này, có thể kéo dài chịu đựng. Diệp Thần cười một tiếng, liền canh giữ ở Hàn Diễm bên người, miễn được hắn bị cái gì ma thần quái vật tập kích. Nhưng lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy, phương xa tựa hồ có từng cổ một hơi thở phóng tới. Nhưng không là quái vật hơi thở, mà là người hơi thở. Ồ, có người tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, người đến số lượng không thiếu, không phải trời nữ, cũng không phải sở ra người, hơn nữa hơi thở cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Tựa hồ cùng Cầm Đế có nhân quả liên lạc. Nhưng là Cầm Đế là lâu như thế xa tồn tại, chẳng lẽ là cái gọi là hậu nhân? À, là ta tín đồ. Không nghĩ tới cái này vạn đạo kiếm uyên, còn có ta tín đồ. Ta còn lấy là, năm đó Hoa Tổ hại chết ta sau đó, đã đem ta hậu nhân và tín đồ, toàn bộ tàn sát sạch, lúc đầu còn có người sống sót sao? Cầm Đế cảm nhận được người tới hơi thở, cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn bén nhạy cảm thấy được, sắp muốn người đến, chính là tín đồ của hắn. Tiền bối, nơi này lại có thư của ngươi đồ. Diệp Thần mười phần kinh ngạc hỏi. Cầm Đế trầm giọng nói, mộ chủ, ngươi trước không muốn bại lộ ta thân phận, không nên tiết lộ ta chỗ, nếu bị Hoa Tổ cảm thấy được, nhất định có đại họa hạ xuống. Hôm nay Hoa Tổ vậy lão quỷ, đã là đạo tông bát tổ một trong, mà ta chỉ còn lại một món tàn hồn, tuyệt đối không thể đối kháng. Ở nhắc tới Hoa Tổ thời điểm, Cầm Đế giọng tràn đầy kiêng kỵ. Cái này không do được hắn không kiêng kỵ, bởi vì Hoa Tổ đã là đạo tông tôn tổ, mà hắn nhưng là một món vong hồn, hai bên thân phận quyền bính chênh lệch quá lớn, một khi tranh đấu, hắn khó mà chống lại. Muốn đối kháng Hoa Tổ mà nói, phải làm xong kín đáo bố trí, không cho sơ thất. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm nghị, liền gặp phương xa hư không, xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, chính là cả người hình gầy gò ông già, tu vi hơi thở khá là mạnh mẽ, Diệp Thần cũng không nhìn ra sâu cạn. Ông già mang mười mấy tu sĩ, bay vút tới, thấy Diệp Thần, cũng là hết sức kinh ngạc.
các hạ chính là luân hồi chi chủ sao? Vậy ông già cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, cảm thấy kính nể. Không biết tiền bối là. Diệp Thần khách khí chắp tay một cái, nếu cầm đế nói, những người này là hắn tín đồ, hắn tự nhiên vậy giữ có lòng tốt. Vậy ông già hoảng hốt vội nói, lão phu thái ý, chính là cầm đế thiên tôn tín đồ, mới vừa lão phu nghe được không sơn tân vũ khúc âm, đó là cầm đế thiên tôn giang khúc, đã sớm thất truyền, lão phu cũng chỉ là nắm giữ chút vận luật, luân hồi chi chủ lại có thể nguyên vẹn trình diễn, không biết luân hồi chi chủ, và cầm đế thiên tôn, có gì sâu xa. Không sơn tân vũ bài hát này, đã sớm thất truyền, Diệp Thần có thể nguyên vẹn khải đàn, để cho thái ý hết sức kinh ngạc. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói tại hạ và cầm đế thiên tôn, đích xác có chút sâu xa, nhưng thiên cơ bất khả lộ, cụ thể nhân quả, tại hạ cũng không tiện tiết lộ quá nhiều, xin tiền bối thứ lỗi. Thái ý thở dài nói, phải không? Cũng vậy, nếu là tiết lộ thiên cơ, bị hoa tổ vậy lão tạp mau biết, cầm đế thiên tôn còn có hậu duệ tín đồ tồn tại, chúng ta nhất định có đại họa sát thân. Diệp Thần trong lòng hết sức tò mò, hỏi, hoa tổ và cầm đế thiên tôn, rốt cuộc có gì ân oán? Thái ý và sau lưng các tu sĩ, nhìn nhau một mắt, đi qua nhớ lại bị vuốt, thần sắc đều là ảm đạm bi phẫn. À, chuyện này nói đến nói dài, vậy đều là vô cùng lâu đời chuyện, vốn là hoa tổ và cầm đế thiên tôn, là tri âm bạn tốt, cao sơn lưu thủy, thiên hạ đều biết. Hai người tình nghĩa, ở vô vô thời ý không bên trong, cũng bị truyền là giai thoại. Thái ý nói tới đã từng là sự việc, trong tay mây khói nổi lên, dần dần ngưng tụ thành một bức tranh, là đi qua thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có hai người, đều là vô cùng trẻ tuổi tuấn tú nam tử, chính là hoa tổ và cầm đế, lúc còn trẻ hình dáng. Thời điểm đó hoa tổ, còn không kêu hoa tổ, hắn danh hiệu kêu Mặc Uyên Mạn Đà, là nguyên sơ thế giới, Thanh Liên đạo tổ dưới quyền đạo đồng, phụ trách xử lý hoa cỏ. Sau đó, nguyên sơ thế giới tiêu diệt. Hoa tổ từ trong đó chạy ra khỏi, đi tới vô vô thời ý không chủ thế giới, hắn cũng không quen chủ thế giới quy luật, khó mà sinh tồn, là cầm đế cứu hắn. Cố thổ tiêu diệt, để cho hoa tổ tâm ma trùng trùng, cũng là cầm đế đánh đàn, lấy thiên lại bàn khúc đàn, đãng địch hắn nội tâm hết thảy ma chướng. Hoa tổ trồng rất nhiều dược thảo linh thực, đáng tiếc bởi vì không quen thuộc chủ thế giới quy luật, những thuốc kia cỏ linh tài, thủy chung là một bộ héo héo hình dáng, khó mà sinh trưởng. Cầm đế sát phí khổ tâm, sáng lập rất nhiều huyền diệu bài hát, khúc đàn thanh âm tấu vang, kế cận hoa khô héo cỏ, lại lần nữa tỏa sáng sức sống, cũng mạnh mẽ sinh trưởng. Hai người lẫn nhau thành tựu, cầm đế bởi vì trợ giúp hoa tổ, khúc đàn thành tựu không ngừng tăng lên, cuối cùng bước lên vô cùng xương đế. Mà hoa tổ, bởi vì có đàn đế âm khúc phụ trợ, trồng trọt ra rất nhiều chủ thế giới không có dược thảo linh tài, như vậy tích lũy phong phú mạng giao thiệp cùng tài sản. Thậm chí đạo tông cũng đặc biệt tìm hắn cung ứng dược liệu. Diệp Thần thấy mây khói ở giữa hình ảnh, liền thấy cầm đế và hoa tổ, hữu nghị như huynh đệ ruột vậy. Hoa tổ là cầm đế tri âm, cầm đế là hoa tổ tri kỷ, đây hết thảy tốt đẹp, nhưng ở loạn kỷ nguyên hạ xuống sau đó, xảy ra thay đổi. Diệp Thần liền thấy mây khói ở giữa hình ảnh, xuất hiện một ít hắc ám, hình ảnh có cuồng phong bạo vũ, sấm sét tai kiếp khí tượng ở xen lẫn. Thái ý thở dài nói, sau đó loạn kỷ nguyên hạ xuống, cũng chính là mạt pháp thời đại đến, đại lộ sụp đổ, chư thiên đối mặt tiêu diệt họa, cầm đế thiên tôn và hoa tổ, cũng gia nhập thiên đế tổ đình, thể phải tay khoác thiên nghiêng, vượt qua mạt pháp thời đại. Diệp Thần tâm thần khẽ run, liền thấy hình ảnh bên trong, đại lộ sụp đổ, thiên tai đã hạ xuống, cầm đế và hoa tổ, tình nghĩa như cũ thâm hậu, lẫn nhau đoàn kết đối kháng thiên tai. Mạt pháp thời đại là đặc biệt rất lâu cùng kinh khủng thời đại, không biết có nhiều ít cường giả, ở loạn thế thiên tai bên trong vẫn diệt. Cầm đế và hoa tổ, trải qua thiên tai, vậy dần dần già nua, ở mạt pháp thời đại thời kỳ cuối, hai người cũng đầy đủ kinh bể dâu gặp trắc trở, đạo tâm mệt mỏi không chịu nổi. Khác nhau là xuất hiện vào lúc này, rất dài mà thế, cơ hồ đã tiêu hao hết hai người tài nguyên. Hoa tổ nơi trồng trọt dược thảo linh tài, chỉ đủ tự sử dụng. Không cách nào lại chia cho cầm đế. Cầm đế cũng có thể thông cảm, hắn vậy không có đầy đủ tinh lực, lại là hoa tổ đánh đàn làm vườn. Hắn chỉ là để cho mình còn sống, cũng đã kiệt sức. Nhưng hoa tổ, cũng không thể thông cảm cầm đế, khắp nơi bức bách, muốn cầm đế không tiếc giá phải trả, lấy âm khúc giúp hắn hoa cỏ trưởng thành, còn cam kết nói cùng hoa cỏ dược liệu cũng trưởng thành,
hắn liền có đầy đủ tài nguyên, có thể phân Cầm Đế một phần chia. Cầm Đế cắn răng làm theo, vì thế dốc hết tâm huyết, nhưng mà, đợi được dược thảo thành thục sau đó, Hoa Tổ cũng không có phân dù là một bụi cho hắn, đẩy nhờ nói mình cũng không đủ dùng. Cái này thì quá phận. Cầm Đế giận dữ, hai người đại xảo một tràng, như vậy quyết liệt. Thiên cơ hình ảnh đến nơi này, chính là tiêu tán đi. Thái ý thở dài nói, luân hồi chi chủ, người cũng nhìn thấy, mạt pháp thời đại thiên tai, để cho hai người đã tiêu hao hết tài nguyên, nhưng Cầm Đế còn khắp nơi là Hoa Tổ lo nghĩ. Chỉ tiếc, Hoa Tổ nhưng là lòng lang dạ sói, cực đoan ích kỷ, một chút cũng không biết khéo léo tin, hai người quyết liệt sau đó, Hoa Tổ thừa dịp Cầm Đế yếu ớt, giết hắn, dùng hắn hài cốt là phân bón, trồng ra liền rất nhiều ngày đế cấp dược thảo. Hoa Tổ vì vậy có phong phú tài nguyên, thuận lợi vượt qua mạt pháp thời đại, mà Cầm Đế thiên tôn, nhưng vì vậy chết. Ha ha, ở mạt pháp thời đại sau khi kết thúc, Đạo Tông thậm chí cảm thấy Hoa Tổ tay khoác thiên nghiêng có công, mời chào hắn vi tôn tổ, mà Cầm Đế thiên tôn chiến công, lại cũng không có người nhớ, thật là châm biếm à. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, không nghĩ tới Hoa Tổ như thế tàn bạo, không để ý niệm Cầm Đế bỏ ra cũng được đi, còn cầm Cầm Đế giết đi. Cầm hắn hải cốt, làm phân bón, đi bồi dưỡng dược liệu. Cầm Đế là một đời thiên đế chủ thần, kết cục sau cùng, nhưng thành chôn ở bùn dưới đất phân bón, có thể nói thê lương. Cái này để cho Diệp Thần có chút khiếp sợ, vô vô thời y không so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Cầm Đế tiền bối, những chuyện này, đều là thật sao? Diệp Thần khó mà tin tưởng, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Cầm Đế hỏi nói. Nếu như Hoa Tổ thật như thế ích kỷ, như vậy lòng dạ ác độc, Đạo Tông vì sao phải mời chào hắn vi tôn tổ? Cầm Đế gương mặt âm trầm, trong mắt chỗ sâu hàm chứa đáng sợ lửa giận, tuy không có bộc phát ra, nhưng đủ để cho người gặp run sợ, hắn trầm giọng nói. Là thật, hơn nữa Hoa Tổ vậy lão tạp mao, hành vi so với cái này hơn nữa đáng ghét. Hắn giết ta cũng được đi, thậm chí cầm ta hài cốt, làm bồi dưỡng dược liệu phân bón, ta cũng không trách móc hắn. Bởi vì mạt pháp thời đại áp lực, thực sự quá lớn, hắn đạo tâm vặn vẹo, dễ hiểu. Thế nhưng lão tạp mao, lại có thể ta cầm cất giấu vật quý giá nhiều năm rất nhiều đàn cổ nhạc khí, âm khúc phổ tử, toàn bộ thiêu hủy. Đây chính là ta chọn đời tâm huyết à, hắn lại toàn bộ hủy diệt, liền vì xóa đi ta hết thảy tồn tại dấu vết, phòng ngừa ta sống lại. Nói xong lời cuối cùng, Cầm Đế trong mắt lửa giận, cũng là rốt cuộc bạo phát ra, diễn cảm kích động hết sức. Hận không được giết người. Hắn hàm dưỡng cực tốt, coi như Hoa Tổ giết hắn, cầm hắn thiên đế hài cốt làm phân bón, hắn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, Hoa Tổ lại có thể hủy diệt hắn nơi có nhạc khí, tất cả khúc phổ, cái này để cho hắn không cách nào nhịn được, chỉ muốn giết Hoa Tổ trả thù. Diệp Thần thấy Cầm Đế bộ dáng như vậy, cũng biết hắn là đàn như mê, là một cái nhạc si, liền tánh mạng mình cũng không quan tâm. Chỉ quan tâm những cái kia chân quý nhạc khí và khúc phổ. Thái ý cũng không biết, Cầm Đế tàn hồn, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể. Hắn nói tiếp, cuối cùng, Hoa Tổ vậy lão tạp mao, lại phát ra nhân quả luật, chỉ cần thế gian có tín ngưỡng Cầm Đế người, tất cả Cầm Đế hậu duệ cùng tín đồ, ắt gặp tai vạ bất ngờ mà chết. Hắn khi đó, đã là Đạo Tông tôn tổ, quyền cao chức trọng, dựa lưng vào Đạo Tông, điều này nhân quả luật 10 phần bá đạo, một khi phát ra, chư thiên tất cả Cầm Đế tín đồ, rối rít chết đi. Ta tuyệt lộ, mang một chi tộc nhân, nhảy vào thiên ma tinh hải, muốn tránh tại trong biển, chống được nhân quả luật hiệu quả kết thúc. Nhưng không ngờ, chúng ta cái này một chi tộc duệ, toàn bộ gặp phải thiên ma tinh hải ô nhiễm, rơi hóa thành ma thần, sau đó lại bị sở ra người săn giết, hài cốt toàn bộ bị ném đến nơi này vạn đạo kiếm uyên. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, thổn thức thở dài nói, lại như này lận đận. Hắn là không nghĩ tới, thái ý và hắn tộc nhân vận mệnh, lại như này lận đận chắc trở. Hoa Tổ giết chết Cầm Đế sau đó, còn chưa đầy đủ, còn phát ra nhân quả luật, tiêu diệt tất cả Cầm Đế tín đồ. Thái ý cái này một chi Cầm Đế tộc duệ, bị buộc đến nhảy vào thiên ma tinh hải bước, sa đọa thành ma thần, lại bị sở ra săn giết, hài cốt ném đến chỗ này. Như vậy khám khá vận mệnh, đủ để cho người nghe thổn thức. Thái ý nhưng là cười một tiếng. Nói trời tội nghiệp, hoặc giả là chúng ta mệnh không nên tuyệt, chúng ta cái này nhất tộc hài cốt, lấy được Viêm Thiên Đế thần thể linh khí bồi bổ, thành công sống lại. Hơn nữa, Viêm Thiên Đế thần thể, vậy một cái đùi phải,
lửa trời ánh sáng chiếu sáng, còn thay chúng ta xua tan ma khí, để cho chúng ta khôi phục thần trí, không còn là ma thần hình dáng. Diệp thần nói, tiền bối, lúc đầu các ngươi có thể sống lại, là bởi vì là có viêm thiên đế thần thể. Thái ý con ngươi đông lại một cái, nói, đúng vậy, chúng ta ở vạn đạo kiếm nguyên bên trong, mở ra một khối lãnh địa, dựa vào viêm thiên đế thần thể, khó khăn còn sống. Luân hồi chi chủ, có hứng thú đi chúng ta lãnh địa xem sao. Ta có thể cho ngươi một ít thứ, đều là cầm đế thiên tôn lưu lại. Chúng ta cái này nhất tộc sống chết tánh mạng, đã cùng vạn đạo kiếm nguyên địa mạch hòa làm một thể, là không thể nào đi ra ngoài nữa, cầm đế thiên tôn di vật, đưa cho ngươi tốt nhất. Ngươi nếu thật cùng cầm đế thiên tôn có cái gì sâu xa, chỉ mong ngươi có thể thay lão nhân ra ông ta trả thù. Diệp thần nghe được trả ra thù hai chữ, nhưng là cho mày. Cầm đế thiên tôn cửu nhân, là đạo tông hoa tổ, quyền thế ngút trời, hắn nếu muốn báo thù, lại nói dễ vậy sao? Luân hồi mộ địa bên trong, cầm đế nghe được trả thù tiếng nói, nhưng là khoát tay một cái, nói, mộ chủ, chuyện báo thù, người không thể liều lĩnh, hoa tổ thế lớn, tu được thảo luận kỹ hơn. Diệp thần gật đầu một cái, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức, Diệp thần liền cõng lên hôn mê Hàn Diễm, đi theo thái ý đoàn người, đi bọn họ lãnh địa. Người này chính là kiếm ma chuyển thế sao? Thái ý thấy Hàn Diễm, nhất thời nhướng mày một cái, thiên cơ thấy rõ, hiển nhiên vậy hiểu rõ Hàn Diễm thân phận. Trước đây Hàn Diễm xông vào vạn đạo kiếm nguyên, cùng rất nhiều cao cấp ma thần đối giết, hắn vậy cảm giác được vậy năng lượng bàng bạc chập chờn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hàn Diễm và Diệp thần lại là bằng hữu. Diệp thần nói, đáng tiếc hắn nhập ma quá sâu, phổ thông thủ đoạn, khó mà để cho hắn đạo tâm khôi phục trong sạch. Thái ý kinh ngạc nói, liền không sơn tân vũ cũng không được sao. Diệp thần lắc lắc đầu nói, không được, không sơn tân vũ khúc này, vô cùng ảo diệu, đích xác có thể cọ rửa hết thảy ma khí, nhưng chỉ có thể giúp bạn ta tạm thời khôi phục thanh tỉnh, hắn sau này vẫn là có lần nữa nhập ma có thể. Thật ra thì nhập ma, vậy không có gì lớn không được. Hắn có thể thức tỉnh kiếp trước lực lượng, ngược lại thì chuyện tốt, xấu xa liền phá hủy ở đạo tâm bị long đong, địch ta không phân chia, qua loa giết hại, nhưng là một cái thiên đại tai họa ngầm. Nếu như Hàn Diễm nhập ma dưới trạng thái, còn có thể giữ thanh tỉnh, vậy thật là vô địch. Đáng tiếc từ trước mắt tới xem, cái này không cách nào làm được. Thái ý trầm ngâm một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chán giãn ra, nói ta biết có một loại linh tài, có thể áp chế ma khí. Vững chắc đạo tâm. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói cái gì linh tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 490.